Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ 6 hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm doanh nghiệp xây dựng đô thị thông minh. Bán hàng ký gửi, xu hướng kinh doanh phù hợp với người khởi nghiệp. Người tiêu dùng lo ngại trước thông tin Bộ Công Thương bỏ áp trần giá sữa. Phần cuối chương trình là chuyên mục sổ tay quản trị với chủ đề nhân viên quá tải. Thưa quý vị, mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị với chủ đề Doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông xây dựng thành phố thông minh hiện đại. Thông qua đây, hàng loạt giải pháp đã được doanh nghiệp hiến kế, từ giao thông thông minh, giáo dục thông minh đến kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Tại đây, lãnh đạo thành phố cho biết thành phố sẵn sàng đặt hàng và mong muốn có sự hợp tác, cung cấp các giải pháp công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể như hạ tầng giao thông, chống ngập, môi trường đô thị từ các phía doanh nghiệp. Tôi mong muốn rằng là tất cả các cơ quan công quyền phải là gương mẫu trong việc thực hiện các giải pháp công nghệ và bằng cách là hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp. Tất cả các dự án, kể cả lớn, kể cả nhỏ của thành phố thì đang mở ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tham dự được, kể cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông đưa ra nhiều kiến nghị như chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp về các công tác quảng bá, phát triển sản phẩm ra nước ngoài, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các dự án. Tạo điều kiện họ cùng tham gia những cái dự án mà phù hợp với cái điều kiện năng lực của họ để họ có điều kiện phát triển, xây dựng cái thương hiệu và có thể từ từ tiến lên tầm doanh nghiệp lớn hơn. Lãnh đạo thành phố cho biết, thành phố luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp. Trước mắt, thành phố sẽ tổ chức hội chợ để các doanh nghiệp Việt quảng bá giải pháp, công nghệ, tiến tới xây dựng một sàn giao dịch công nghệ thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt Ban Quản lý An toàn thực phẩm, có chức năng quản lý và thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ người tiêu dùng, tạo môi trường cho các doanh nghiệp chân chính phát triển. Ban được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế và một số bộ phận trực thuộc các phòng, chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, ban sẽ hoạt động thí điểm trong vòng 3 năm. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố thành lập nhằm tập trung quản lý theo một đầu mối với các mục tiêu cụ thể từng giai đoạn, chủ động trong thanh tra, kiểm tra nhằm rút ngắn thời gian cho thủ tục liên ngành. Tất cả những nhiệm vụ này thực ra không mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhưng mà ở một mức độ làm sao cho nó chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Thì thành phố đã có những đề án xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Và ở đây thì không chỉ là những doanh nghiệp tham gia cái chuỗi thực phẩm an toàn được kiểm tra kiểm soát, mà chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát từ nguồn tất cả những thực phẩm đưa về thành phố. Dự kiến trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tập trung thanh tra nhiều vào lĩnh vực thực phẩm tươi sống ở các chợ đầu mối, thanh tra vào những hành vi vi phạm trong kinh doanh và trong chế biến, đặc biệt là các bếp ăn tập thể cho công nhân, sinh viên, tiếp tục xây dựng đề án chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng mô hình chợ thí điểm, truy xuất nguồn gốc thịt heo. Thưa quý vị, dự kiến đến cuối tháng 3, Bộ Công Thương sẽ chính thức công bố việc bỏ quy định kiểm soát trần giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã áp dụng từ 2 năm rưỡi qua. Dự báo sau khi bỏ áp trần giá, thị trường sữa sẽ có nhiều thay đổi. Điều này khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại. Theo đó, sau khi bỏ áp trần giá sữa, Bộ Công Thương sẽ để các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu mối tự xác định giá bán lẻ đối với sữa và thực phẩm chức năng do mình cung ứng. Trước phương thức quản lý mới này, người tiêu dùng lo lắng sữa có thể nhảy giá như các năm trước. Nếu mà sữa nó tăng lên nữa thì phải mua bớt tiền sữa lại cho bé. Ngược lại, một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc bỏ áp giá trần sữa trong bối cảnh hiện tại sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Song cũng không loại trừ khả năng loạn giá do hệ lụy của việc áp trần quá lâu. Nó càng làm cho mặt hàng đó được chất lượng thêm phong phú và giá cả thêm cạnh tranh. Với sự bỏ giá trần đó thì cũng sẽ có nhiều hãng sữa họ bằng chiêu thức quảng cáo chất lượng sữa và họ đưa một cái giá rất là cao hơn cái giá trị thật. Trước đó, việc áp giá trần với sản phẩm sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu lực trong vòng 2 năm rưỡi kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014 theo quyết định của Bộ Tài chính. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dịch vụ kinh doanh khá độc đáo và thú vị, đó là kinh doanh ký gửi. Thay vì phải tự thuê mặt bằng, tự mở shop và tổ chức bán hàng, các chủ nhãn hàng có thể ký gửi hàng hóa tại địa chỉ nhận ký gửi và chi trả một khoản chi phí nhất định. Đây là một trong những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ký gửi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, tùy từng thời điểm sẽ chứa từ 30 đến 70 nhãn hàng thời trang khác nhau. Đa số đều là những thương hiệu mới, đang trong quá trình hình thành và chưa có nhiều ngân sách để tự mở mặt bằng bán hàng. Cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm trưng bày, quản lý và bán sản phẩm, đồng thời quảng bá thương hiệu và mặt hàng ký gửi đến khách hàng. Còn người ký gửi sẽ trả cho cửa hàng chi phí dựa trên đơn hàng bán được hoặc mua gói dịch vụ cố định. Đó là một cái kênh để mà mang lại doanh thu cho các chủ shop. Và cũng là một cái nơi mà chủ shop có thể thử sức mình, nghĩa là trải nghiệm ở trên cái thị trường này nó như thế nào để đánh giá được cái sản phẩm của mình trước khi mở một cái cửa hàng riêng. Cái mô hình này cũng mới lạ đối với Việt Nam mình. Các bạn trẻ có thể thỏa sức mà thiết kế đồ xong rồi chỉ cần với một cái số vốn ít ỏi thôi là đã có một cái gian hàng như thế này rồi, vẫn bán được mặt hàng của mình. Nếu mà có cơ hội em cũng muốn được hợp tác. Không chỉ nhận ký gửi những món đồ mới, một số cửa hàng này còn là nơi trung gian nhận đồ đã qua sử dụng, từ quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, thậm chí vớ, ốp lưng điện thoại, đồ trang trí. Chi phí chiết khấu cho một món hàng từ 10% đến 30%. Quá trình thanh lý là sẽ từ khoảng 50 cho tới 70 ngày. Thì sau khoảng thời gian đó, nếu như mà đồ của các bạn mà có thể thanh lý được thì chúng mình sẽ trừ phí rồi sau đó là gửi trả các bạn cái số tiền mà bán được. Còn nếu như mà chưa thanh lý được thì tụi mình xin phép là hoàn trả lại và hoàn toàn không mất phí. Không tốn quá nhiều vốn nhưng lại thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Xu hướng bán hàng ký gửi này có thể nói là sự lựa chọn phù hợp dành cho các bạn trẻ mới khởi sự kinh doanh. Sau đây là một số thông tin về hoạt động của doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua, tại lễ công bố và cho danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2017, công ty thức ăn chăn nuôi Vina đã nhận được danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Trải qua 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất thức ăn chăn nuôi, hiện nay sản lượng tiêu thụ của công ty lên đến 500.000 tấn mỗi năm, đạt được doanh số hơn 5.000 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị này đã có hơn 1.200 nhân viên, với những đội ngũ bán hàng và đội ngũ kỹ thuật năng động nhiệt huyết, được hỗ trợ tích cực bởi những chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực chăn nuôi. Năm 2016, công ty thức ăn chăn nuôi Vina đã nhận được giải thưởng sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn xác định chất lượng sản phẩm dịch vụ là cốt lõi của kinh doanh. Công ty đã và đang tập trung vào nghiên cứu sản phẩm công nghệ sinh học, mang lại sản phẩm chăn nuôi sạch cho người tiêu dùng. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi rất tự hào đã cho ra đời dòng sản phẩm heo siêu. Hiện tại đã và đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Và hơn thế nữa là thông qua Nghị định 06 của Chính phủ trong việc giảm kháng sinh cho toàn đất nước Việt Nam thì chúng tôi cũng đã đưa ra những giải pháp thành công, những cái giải pháp về dinh dưỡng động vật cũng như là những cái giải pháp để mà hạn chế hoặc giảm hoàn toàn liều lượng kháng sinh trong sản phẩm. Trong thời gian tới, công ty hướng đến sản phẩm chăn nuôi khép kín, mang lại giá trị gia tăng cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, công ty luôn đổi mới thiết bị, áp dụng những công nghệ tiên tiến châu Âu vào trong sản xuất nhằm đưa vào thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Nhằm mục đích tri ân những khách hàng đã tin tưởng gửi gắm kế hoạch tài chính và bảo vệ cá nhân thông qua các sản phẩm dịch vụ của tập đoàn Bảo Việt. Vừa qua, lễ quay thưởng chương trình Mega Sale Xuân gắn kết Tết tri ân lần 2 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình khuyến mãi này đạt hơn 2.000 tỷ đồng tổng doanh thu và huy động vốn, thu hút 22.000 khách hàng tham gia. Đây là chương trình khuyến mãi tích hợp đầu tiên của tập đoàn Bảo Việt, mang đến đa dạng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, chứng khoán, ngân hàng. Trước đó, nhiều sản phẩm mới của Bảo Việt đã ra mắt và được khách hàng chọn dùng như K-Care, Easy Care, Easy Life, An Tâm Học Vấn, An Bình Thịnh Vượng. Thời gian tới, Bảo Việt sẽ tiếp tục đưa ra những chương trình tri ân lớn dành cho tất cả khách hàng trên toàn quốc, cùng những gói sản phẩm dịch vụ tích hợp, đa tiện ích. Kính thưa quý vị, từ một người đang làm việc hiệu quả và thường xuyên lập công cho công ty, chỉ sau một thời gian ngắn thì người nhân viên có thể bị sụt giảm phong độ, dẫn đến làm việc không hiệu quả chỉ vì quá áp lực và quá căng thẳng. Sổ tay quản trị ngày hôm nay với chủ đề khi nhân viên quá tải, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích về vấn đề này qua cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Phương Mai, giám đốc điều hành công ty Navigo Search. Xin cảm ơn bà Mai đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện hôm nay. Tuy nhiên trước tiên thì xin mời bà và quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Vừa qua, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhật Bản đã từ chức khi nhân viên của doanh nghiệp tự tử vì công việc quá tải. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, khoảng 2.000 người lao động nước này tự tử mỗi năm vì làm việc quá sức. Tại Việt Nam, theo khảo sát của JobStreet vào giữa năm 2016, trên 5.500 người lao động cho thấy gần 33% người được khảo sát thường xuyên phải làm thêm giờ do quá tải. 57% người lao động cho biết họ không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thậm chí 11% người lao động cho biết công việc của họ quá tải và chiếm hoàn toàn thời gian trong ngày. Những cái lúc mà mình có những cái công việc mà nó dồn dập quá nhiều á, thì mình cảm thấy là mình không có biết bắt đầu từ đâu. Những cái áp lực như vậy thì nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình khá nhiều, khi là mình sụt cân, mình không có nhiều cái thời gian chăm sóc cho bản thân. Mình cũng thấy một số người bạn, cái bạn đó là thay đổi khá nhiều, thì sau một thời gian đi làm thì mình gặp lại thì mình thấy bạn đó ốm đi rất là nhiều, và lúc nào khi mà nói chuyện về công việc hay gì thì cũng có cảm giác rất là chán nản. Đặc biệt, gần 60% người lao động cho biết họ sẵn sàng chuyển việc khi tìm được cơ hội tốt hơn nếu doanh nghiệp không có các chính sách hỗ trợ nhân viên, giúp họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này cho thấy sự quá tải trong công việc không chỉ là thách thức đối với người lao động, mà còn là bài toán cần lời giải từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Thưa bà, phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi đã phản ánh một phần nào là hiện trạng nhân viên bị quá tải đang rất là phổ biến hiện nay. Vậy thì không biết là bà có nhận định như thế nào về thực trạng này tại các doanh nghiệp ở Việt Nam ạ? Hiện trạng là nhân viên bị quá tải nó đã trở nên rất là phổ biến và sẽ càng ngày càng tăng. Rất là nhiều các đối thủ cạnh tranh của các ngành đã đến với Việt Nam, và cùng với cái thực tế là các doanh nghiệp thì họ phải nỗ lực rất là nhiều để cạnh tranh, thì khối lượng công việc dồn lên vai của người lao động nó cũng tăng lên rất là đáng kể. Ngoài những con số mà chúng ta vừa nghe trong cái phóng sự vừa rồi thì bên công ty chúng tôi cũng có làm một cái cuộc khảo sát đối với lại nhân sự cấp trung và cấp cao. Kết quả khảo sát cho thấy rằng là đến hơn 90% nhân viên ở cái phân khúc là nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao, họ đều xác định là họ bị stress, thường xuyên bị stress tại công việc của họ. Và có thể thấy là việc mà nhân viên bị quá tải, bị áp lực trong công việc thì đang rất là phổ biến. Tuy nhiên không biết là nó có đặc biệt phổ biến ở những cái ngành nghề nào? Theo cái báo cáo nguồn lao động Việt Nam mới nhất gần đây, ba cái nhóm ngành nghề là kế toán, xuất nhập khẩu và nhân viên văn phòng là ba khối ngành có cái mức độ căng thẳng trong công việc cao nhất. Với cái mức độ cạnh tranh ở trong công việc được thể hiện qua con số theo từng nhóm ngành nghề theo thứ tự là 1/92 đối với ngành kế toán, 1/73 đối với ngành xuất nhập khẩu, và đối với khối nhân viên văn phòng là 1/72. Có nghĩa rằng là một cái vị trí công việc thì một nhân viên ở trong ngành kế toán đi chẳng hạn thì sẽ phải cạnh tranh với 92 người khác, rất là áp lực. Và cái bản thân cái sự áp lực do cạnh tranh nó cũng dẫn đến cái sự quá tải trong công việc. Có một số những khối ngành nó theo cái tính chất đặc thù của nghề nghiệp thì cái sự áp lực đó nó không phải là luôn luôn mà nó theo cái tính thời vụ. Ví dụ như là ngành kiểm toán thì cứ đến mùa kiểm toán từ tháng 11 cho đến khoảng tháng 4 năm sau thì đó là cái thời điểm mà toàn bộ những nhân viên trong ngành kiểm toán đều kêu lên là quá tải, vì họ có thể là phải ở trong công ty đến tận 1-2 giờ sáng. Làm thế nào mà chúng ta có thể nhận biết được là những người nhân viên của mình đang lâm vào tình trạng bị quá tải trong công việc ạ? Đầu tiên hết, chúng ta có thể nhìn thấy là nhân viên cáu bẳn, căng thẳng, gắt gỏng với nhau, không hợp tác hay là đổ lỗi cho nhau. Và một cái dấu hiệu nó vô cùng rõ ràng rằng là những cái người nhân viên mà bị quá tải thì thường xuyên là họ hay phải ở lại làm việc rất trễ, vào làm việc cuối tuần, rồi không hoàn thành nhiệm vụ vào đúng cái thời hạn được giao. Thì đó là những cái dấu hiệu mà có thể nói là nhà quản trị có thể nhận biết ngay rằng là nhân viên này của chúng ta đang bị quá tải công việc. Những chia sẻ của bà về việc là nhân viên hiện nay đang phải cạnh tranh rất là gay gắt, cũng như phải đảm bảo cái thời hạn hoàn thành công việc, thì không biết là ngoài những cái lý do phổ biến này thì còn những cái lý do nào khác có thể dẫn đến tình trạng là người nhân viên bị quá tải không ạ? Có một cái thực tế là có khá nhiều những bạn nhân viên cái năng lực của họ có hạn, nhưng vì cái áp lực là họ muốn thể hiện với công ty rồi muốn được thăng tiến thì họ giải quyết bằng cách là họ ôm đồm việc rất là nhiều. Và khi ôm đồm việc nhiều và lại quá sức của mình thì nó sẽ rất là dễ dàng dẫn đến tình trạng quá tải. Vì vậy là nhìn về góc nhìn của nhà quản trị thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một điều thế này. Nếu như mà chúng ta không theo sát, đầu tiên là không tuyển được đúng người với đúng cái năng lực mà chúng ta cần thiết. Cái thứ hai là nếu như mà chúng ta tuyển người vào nhưng lại không chú trọng đến việc là đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên để cho họ trở nên càng ngày càng thiện chiến hơn, họ có cái khả năng hoàn tất được cái nhiệm vụ được giao hơn á. Về lâu về dài, chắc chắn một điều là đội ngũ nhân viên của chúng ta sẽ lâm vào cái tình trạng bị quá tải. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời chị Mai và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm ngay sau đây. Đi ăn trưa thôi chị Nga, mọi người đi hết rồi kìa. Tụi em đi đi, chị đang làm. Thì chị cũng ăn gì không để tụi em mua về cho? Đã nói là không mà, tụi em lo tụi em trước đi, chị đang rất là bận. Chị nói không hiểu hả? Sao hôm nay chị Nga khó chịu vậy ta? Nãy tôi thấy chị như muốn ăn tươi nuốt sống ông luôn á. Đã có lòng tốt rủ đi ăn rồi mà còn. Đúng là làm ơn mới oán. Thôi bà thông cảm đi, bà mới đi công tác về nên không biết đó. Chị bị stress mấy bữa nay rồi. Có ngày nào chị Nga về sớm đâu, chỉ toàn cày tới khuya không. Còn tại mấy dự án sắp tới deadline đó. Sắp tới dự án thì ai cũng bận, tôi cũng bận vậy thôi. Mà chị Nga là nhân sự cứng mà, sao bà đang mất phong độ vậy ta? Để tôi nói cho bà nghe. Là lúc trước phòng của chị Nga có 2 người đúng không? Nhưng mà đã nghỉ hết một người rồi. Vậy là chị ấy phải ôm 2 dự án cùng một lúc. Rồi công ty lại cho thêm một người vô nữa. Nhưng mà người này là không có kinh nghiệm. Vậy là chị ấy phải vừa ôm 2 dự án cùng một lúc, vừa phải đào tạo người mới nữa. Cấp 3 là người bình thường rồi, không bị stress mới lạ đó. Thưa chị, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì rất giống như là trường hợp chị đã từng nói. Tức là nhân vật Nga này khi mà bị quá tải trong công việc thì thường có những cái biểu hiện cảm xúc rất là mạnh. Và công việc thì lại xuống dốc. Nếu như bà là người sếp, người cấp trên của Nga thì bà sẽ làm như thế nào? Là đối với những cái nhóm dự án mà đang bị quá tải như vậy thì chúng tôi sẽ xem là những đầu việc nào chúng ta có thể phân ra để giao cho những cái đối tượng là những người mà mình tuyển vào làm tạm thời á. Mình có thể là ký một hợp đồng ngắn hạn cho một số nhóm đối tượng là các bạn chỉ cần vào thực hiện những cái nhiệm vụ đơn giản của dự án thôi. Đó. Tiếp theo á, thì chúng ta sẽ xem là đối với những dự án mà Nga và cái nhóm dự án này đang phải đảm nhiệm thì liệu là ban lãnh đạo có cần thiết phải cử vào một số những cái lãnh đạo mà có kinh nghiệm nhiều hơn hoặc là chuyên gia để vào hỗ trợ cho các bạn trong nhóm dự án để hoàn thành cái công việc một cách tốt hơn không? Trở lại câu chia sẻ lúc nãy của tôi lúc nãy là chúng ta phải có những cái chế độ thưởng cho các bạn. Và chúng ta cho các bạn hiểu rất rõ rằng là nếu trong trường hợp là dự án hoàn tất được đúng thời hạn với cái chất lượng mà cấp trên đang mong đợi thì điều gì sẽ chờ đón các bạn? Không biết là theo kinh nghiệm của chị thì cái việc quá tải ở người nhân viên, quá áp lực ở trong công việc như vậy á, ngoài tác động đến người nhân viên đó thì còn tác động như thế nào đến tổ chức nữa? Kết quả kinh doanh bị giảm sút, cái độ gắn kết của nhân viên nó cũng sẽ giảm theo và nó dẫn đến cái việc là doanh nghiệp sẽ bị đối mặt với cái tình trạng bị chảy máu xước xám. Bởi vì không một công ty, một nhân viên nào muốn gắn bó mình với lại một cái doanh nghiệp mà trong đó khi vào đó người ta luôn luôn cảm thấy là nặng nề, lo âu về công việc và luôn cảm thấy rằng là cái khối lượng công việc sao mà nó quá khổng lồ đối với mình. Vậy thì bà có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình làm thế nào để nhà quản trị có thể giảm hoặc là tránh được cái tình trạng này cả trong những kế hoạch dài hạn và ngắn hạn của mình không ạ? Nếu nói về ngắn hạn, có thể đó là những cái giải pháp như là tuyển người làm tạm thời nè, cái việc là sắp xếp lại nhân sự ở các phòng ban nó cũng sẽ là một cái điều cần thiết. Về lâu về dài thì chúng ta phải nghĩ xa hơn. Đó là vấn đề điều chỉnh lại cái cách mà chúng ta tuyển người. Cái công việc kinh doanh ở công ty của chúng ta nếu là thường xuyên là nó sẽ dễ dàng gây ra cái tình trạng quá tải thì chúng ta phải điều chỉnh lại là những người chúng ta tuyển vào phải có những cái tố chất gì, những kỹ năng gì, những kiến thức gì và những loại kinh nghiệm như thế nào để họ có thể xử lý công việc một cách tốt hơn, nhanh chóng, gọn nhẹ hơn và có hiệu quả hơn. Đó là đầu vào. Thứ hai là khi tuyển nhân viên vào rồi thì chúng ta phải luôn luôn đi theo sát nhân viên để kịp thời phân tích xem là với cái vị trí công việc của họ thì đâu sẽ là những cái kỹ năng và kiến thức họ bị thiếu hay là chưa đáp ứng được cái yêu cầu để mà chúng ta có thể đưa ra những cái chiến lược về đào tạo phù hợp cho từng đối tượng công việc cũng như là từng đối tượng cá nhân, nhân viên của chúng ta. Ngoài ra thì cái việc là xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp như thế nào để giúp cho nhân viên cảm thấy thoải mái hơn trong công việc. Họ yêu công ty hơn, họ yêu công việc của họ hơn, họ cảm thấy là hứng khởi hơn và họ không coi rằng công việc là một gánh nặng. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà trong chương trình ngày hôm nay và cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo của Sổ tay quản trị. tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân @gmail.com. Kính chào và hẹn gặp lại.